Chương 6 Thiền định về nghiệp, nhân và quả Phương thuốc thứ hai chữa trị sự tham luyến hiện hữu nói chung Những ai muốn biết điều gì gây nên những đau khổ ở trên nên hiểu rằng chúng phát sinh từ hoạt động bị hư hỏng, nghiệp Kama Sataka Sutra, Kinh 100 Nghiệp nói về điều này Nhiều loại hành động khác nhau tạo nên đủ loại chúng sinh khác nhau Trong Kinh Đại Bi Liên Hoa có nói hành động nghiệp tạo ra các thế giới sự biểu lộ của các thế giới bắt nguồn từ các hành động chúng sinh do các hành động tạo nên hành động là nguyên nhân của chúng sinh bởi hành động mà chúng sinh có các gì biệt đã Tị đạt ma câu xá luận nói các thế giới khác nhau được sinh khởi bởi hành động nếu bạn hỏi hành động là gì hãy biết rằng nó thuộc về hai phạm vi hoạt động thuộc về tâm và hoạt động do bởi ý hướng A Tỳ Đạt Ma tập luận nói về điều này. Hoạt động là gì? Đó là hoạt động thuộc về tâm và hành động được thúc đẩy về mặt tâm thức. Trong A Tỳ Đạt Ma câu xá nói, hành động là ý hướng và những gì được thực hiện do bởi ý hướng đó. Ngoài ra, trong căn bản Trung Quán Luận có nói, đấng chân thực siêu phạm đã nói rằng hành động là hoạt động thuộc về tâm và những gì được thực hiện do bởi tư tưởng ta có thể muốn biết hai phạm vi này thực sự là gì. Một, hoạt động thuộc về tâm, các hành động của tâm. Hai, mọi hoạt động thuộc về thân và hoạt động thuộc về ngữ được trụ tính bởi tâm thức, nghĩa là bất kỳ hoạt động nào xảy ra. A Tỳ Đạt Ma Câu Xá nói, ý hướng là hoạt động thuộc về tâm, những gì nó phát triển là hoạt động thuộc về thân và ngữ. Bản tóm tắt dưới đây phát thảo những hành động như thế và những kết quả mà chúng mang lại. Các hành động và những kết quả của chúng được tóm tắt bằng 6 điểm, phân loại, các tính chất, sự quyết định số phận của ta, kết quả nghiêm ngặt, những nguyên nhân nhỏ tạo thành kết quả to lớn và sự không thể tránh khỏi. Một, phân loại. Có ba loại. Một, ác hạnh, nguyên nhân và kết quả. Hai, thiện hạnh, nguyên nhân và kết quả. Và ba, thiền định kiên cố như hoạt động, nguyên nhân và kết quả. 2. Các tính chất 2A. Ác hạnh, nguyên nhân và hậu quả Nói chung, mặc dù có nhiều loại ác hạnh, chúng có thể được tóm tắt thành 10 ác hạnh. ba ác hạnh thuộc về thân thể, sát sinh, vân vân 4 ác hạnh thuộc về ngữ, nói dối, vân vân ba ác hạnh thuộc về tâm, tham muốn, vân vân từ mỗi ác hạnh này được nghiên cứu qua ba điểm, phân loại, các kết quả và một vài trường hợp đặc biệt của chúng. Trường hợp tệ hại nhất có thể có. 2A.1 Sát sinh Sát sinh được chia làm ba loại. Sát sinh bởi đam mê và tham muốn, sát sinh bởi sân hận và ganh ghét và sát sinh bởi ngu si. Loại thứ nhất là sát sinh để có thịt, da sống, vân vân hay để được lợi lạc trong lĩnh vực thể thao hay tài chính, hay để bảo vệ bản thân hay những người thân yêu. Loại thứ hai là giết những người mà ta cảm thấy đối nghịch vì hằn thù hay đua tranh, vân vân. Loại thứ ba được thực hiện để cúng dường. Các kết quả của việc sát sinh gồm ba loại. Kết quả hoàn toàn thuần thục, kết quả tương ứng với nguyên nhân và kết quả tác động theo nhân quả. Kết quả hoàn toàn thuần thục là tái sinh như một chúng sinh địa ngục. Kết quả tương ứng với nguyên nhân là mặc dù được tái sinh làm người, ta sẽ có một cuộc đời ngắn ngủi và nhiều bệnh tật. Tác động theo nhân quả là bị tái sinh ở một xứ sở bất hạnh và không thịnh vượng. Trường hợp đặc biệt hay tệ hại nhất trong tất cả các hình thức sát sinh, tội lỗi ác hại nhất là giết một A-la-hán hay giết cha mẹ. 2A.2 Trộm cắp Có ba loại là trộm cắp bằng vũ lực, trộm cắp một cách lén lút và trộm cắp bằng cách gian lận, lọc lừa. Loại thứ nhất là cướp đoạt bằng cách sử dụng vũ lực không cần thiết. Loại thứ hai là trộm cắp mà không bị để ý, bằng cách đột nhập vào nhà, vân vân. Loại thứ ba là gian lận bằng cách làm sai lạc trọng lượng và những sự đo lường. Trong ba loại kết quả, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh là một ngã quỷ. Kết quả tương ứng với nguyên nhân là mặc dù được tái sinh làm người, ta sẽ phải trải nghiệm sự túng thiếu vật chất. Tác động theo nhân quả là bị tái sinh ở một nơi có nhiều xương giá và mưa đá. Trường hợp tệ hại nhất của việc trộm cắp, tội lỗi lớn nhất là trộm cắp tài sản thuộc về đạo sư của ta hay của tam bảo. 2.3 Tài dâm Có ba loại bao gồm hoạt động tính dục với người khác, bị ngăn cấm bởi mối liên hệ gia đình, bị ngăn cấm bởi cam kết của họ với người nào khác và bị ngăn cấm bởi các quan hệ tôn giáo. Loại thứ nhất là sự giao phối với mẹ, chị của ta, vân vân. Loại thứ hai là giao phối với người đã kết hôn với người khác hay thuộc về một vị vua. Và loại thứ ba bao gồm mọi tình huống của việc quan hệ tính dục với một phối ngẫu thích hợp nhưng không được coi là không thích hợp theo thực hành Phật giáo. Trong loại này có ba lĩnh vực của sự giao phối không thể chấp nhận, được quyết định bởi các bộ phận nơi chốn, thời gian, mức độ hay cách thức. Trước hết, các bộ phận không thích hợp, có nghĩa là giao phối ở miệng hay hậu môn. Một nơi không thích hợp là ở gần một đạo sư, một ngôi chùa, bảo tháp hay một tập hội to lớn. Thời gian không thích hợp là thời gian khi các giới luật cư sĩ được tuân giữ, trong khi mang thai, trong khi bà mẹ đang cho con bú hay giữa ban ngày. Một mức độ không thích hợp là năm lần liên tiếp hay hơn nữa. Các hình thức giao phối không thể chấp nhận được là các loại hãm hiếp và giao phối ôm miệng hay hậu môn với người cùng giới tính hay một người lưỡng tính. Trong ba loại kết quả, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh là một ngạ quỷ. Kết quả tương ứng là mặc dù được tái sinh làm người, vợ chồng của ta sẽ giống như một kẻ thù đáng ghét và tác động theo nhân quả là bị tái sinh trong một xứ đầy bụi bậm. Trường hợp tệ hại nhất là trọng tội của việc giao phối với mẹ của mình hay một Adani, nữ A-la-hán. 2A.4 Nói dối Có ba loại Những lời nói dối về sự yếu kém của ta nói dối nghiêm trọng và nói dối không đáng kể. Loại thứ nhất liên quan tới đạo sư giả hiệu, giả vờ về sự thành tựu. Loại thứ hai là nói dối về ý định làm lợi lạc bản thân hay làm hại người khác. Loại thứ ba là nói dối không có lợi mà cũng chẳng có hại. Trong ba loại kết quả, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh là một súc sinh. Kết quả tương ứng là mặc dù được tái sinh làm người, ta sẽ bị người khác chế nhạo. Tác động theo nhân quả là có hơi thở khó chịu. Tội lỗi tệ hại nhất là phỉ bán như lai like và nói dối đạo sư của mình. 2A.5 Lời nói gây chia rẽ có ba loại. Nghiêm trọng, nói bóng gió và nói qua người thứ ba. Loại thứ nhất là lời nói gây chia rẽ bằng hữu bằng cách trực tiếp phỉ bán. Loại thứ hai là lời nói gây chia rẽ bằng cách nói bóng gió. Loại thứ ba là lời nói gây chia rẽ bằng hữu bằng lời đồn đại. Trong ba loại kết quả, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh trong địa ngục. Kết quả tương ứng là mặc dù được tái sinh làm người, ta sẽ bị ngăn cách với bằng hữu. Tác động theo nhân quả là bị sinh ở một nơi có địa thế không ổn định và nguy hiểm. Tội lỗi tệ hại nhất trong lời nói gây chia rẽ là trọng tội gây bất hòa cho tăng đoàn. 2A.6 lời nói gây tổn thương có ba loại, trực tiếp, bóng gió và qua người thứ ba. Loại thứ nhất là nói thẳng với người nào đó về những lỗi lầm và yếu kém của họ. Loại thứ hai có nghĩa là nói những điều xấu xa có liên quan tới người nào đó bằng một cách nói lấp lửng, pha lẫn dĩu cợt. Loại thứ ba là phơi bày những lỗi lầm và yếu kém của người nào đó cho bạn hữu của họ và những người khác biết trong ba loại kết quả, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh trong địa ngục. Kết quả tương ứng là mặc dù được tái sinh làm người, ta sẽ phải nghe những âm thanh và lời nói khó chịu. Tác động theo nhân quả là bị tái sinh ở một nơi khô cằn, nóng bức, có nhiều điều xấu ác. Trường hợp tệ hại nhất trong lời nói gây tổn thương là nói xúc phạm đến cha mẹ ta hay một bậc chứng ngộ. 2A.7 Lời nói vô ích có ba loại. Lời nói mê lầm vô ích, trò chuyện thế tục vô ích và lời nói chính xác nhưng vô ích. Loại thứ nhất liên quan tới cách thức và những kể lễ về những niềm tin sai lạc. Loại thứ hai liên quan tới việc trò chuyện ngớ ngẩn, những lời nói đùa, vân vân. Loại thứ ba liên quan tới những nỗ lực giải thích giáo pháp cho những người thiếu sự tôn kính hay có tâm thái không thích hợp. Trong ba loại kết quả kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh làm súc sinh. Kết quả tương ứng là mặc dù được tái sinh làm người, lời nói của ta sẽ không có tác dụng. Tác động theo nhân quả là bị tái sinh ở một nơi có các mùa thất thường. Trường hợp tệ hại nhất trong các loại lời nói vô ích là làm sao lãng những người đang thực hành pháp. 2.8 Tham muốn gồm ba loại. Tham muốn liên quan đến vật sở hữu của ta tham muốn liên quan đến vật sở hữu của người khác, tham muốn vật sở hữu không thuộc cả hai loại trên. Loại thứ nhất là một bám luyến vào tình trạng gia đình, hình tướng vật lý, các phẩm tính, của cải và những vật sở hữu của ta khi nghĩ rằng chẳng có ai như ta. Loại thứ hai là thèm muốn những vật hảo hạng mà người khác sở hữu. Ta nghĩ, giá như cái này là của ta. Loại thứ ba bao gồm việc thèm muốn những gì không thuộc về ta mà cũng chẳng thuộc về người khác chẳng hạn như những chất liệu được chôn giấu trong đất vân vân khi nghĩ giá mà tôi có được của cải đó trong ba loại kết quả của tham muốn kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh làm một ngạ quỷ kết quả tương ứng là mặc dù được tái sinh làm người sự tham muốn sẽ chế ngự tâm trí ta tác động theo nhân quả là bị sinh ở một nơi có chất lượng thực phẩm kém cỏi trong các loại tham muốn, tội lỗi nặng nề nhất là muốn trộm cắp những vật sở hữu của những người đã thực sự từ bỏ thế gian. 2A.9 Ác ý có ba loại, do bởi thù ghét, ganh tị hay oán giận. Loại thứ nhất là bởi thù ghét nên nuôi dưỡng ý tưởng giết người khác, như trong thời gian chiến tranh. Loại thứ hai là bởi tranh đua, phân vân nên nuôi dưỡng ý tưởng giết hay làm hại người khác vì sợ người ấy hơn mình. Loại thứ ba là bởi oán giận lâu dài nên nuôi dưỡng ý tưởng giết hay làm hại người trước đây đã làm điều xấu đối với ta. Trong ba loại kết quả của sự an ý, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh trong địa ngục. Kết quả tương ứng là mặc dù được tái sinh làm người, sự thù ghét sẽ chế ngự tâm trí ta. Tác động theo nhân quả là bị sinh ở một nơi mà thực phẩm có mùi vị khó chịu và thiếu tinh tế trong các loại ác ý, trường hợp tệ hại nhất, tội lỗi nặng nề nhất là có ý định phạm một trong những hành động chịu hậu quả tức thì. 2A.10 Niềm tin sai lầm có ba loại. Niềm tin sai lầm là những hành động và kết quả của chúng. Niềm tin sai lầm về chân lý và niềm tin sai lầm về tam bảo. Loại thứ nhất là không tin rằng các thiện hạnh hay ác hạnh sẽ mang lại những kết quả cụ thể là hạnh phúc hay đau khổ của chúng. Loại thứ hai là cho rằng người thực hành đạo đế sẽ không thành tựu được diệt đế. Loại thứ ba là không tán thành tam bảo, tin rằng tam bảo không chân thật. Trong ba loại kết quả của niềm tin sai lầm, kết quả hoàn toàn thuần thục là bị tái sinh làm súc sinh. Kết quả tương ứng là mặc dù được tái sinh làm người, sự ngu dốt và vô minh sẽ chế ngự tâm trí ta, tác động theo nhân quả là bị sinh ở một nơi không thu hoạch được. Trường hợp tệ hại nhất, tội lỗi nặng nề nhất trong niềm tin sai lầm là bị phiền não bởi sự hoài nghi như gai gốc. Ở trên là một giải thích tổng quát về những kết quả được phát triển đầy đủ của những hành động như thế. Ba loại hành động được phát triển đầy đủ tùy theo hành động có được cân nhắc hay không. Một trong phạm vi của sự ô nhiễm hiện tại hai trong phạm vi của sự thường xuyên của nó hay ba trong phạm vi của đối tượng của nó một nếu các hành động được thực hiện do bởi sân hận căm ghét rất có thể ta bị tái sinh trong địa ngục nếu chúng được làm bởi đam mê tham muốn rất có thể ta bị tái sinh là một ngã quỷ nếu chúng được làm bởi sự vô minh ngu dốt rất có thể ta bị tái sinh là một súc sinh vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói Bởi tham muốn, ta sẽ trở thành một ngạ quỷ. Bởi sân hận, ta sẽ bị đọa trong địa ngục. Và bởi vô minh, ta trở thành một súc sinh. 2. Vô số ác hạnh dẫn tới việc tái sinh trong địa ngục. Nhiều ác hạnh dẫn tới việc tái sinh làm ngạ quỷ. Một ít ác hạnh như thế dẫn tới việc tái sinh làm súc sinh. 3. Nếu ta phạm ác hạnh đối với một người đặc biệt, ta có thể bị tái sinh trong địa ngục. Nếu phạm ác hạnh với một người trung bình, ta có thể bị tái sinh làm ngạ quỷ. Và nếu phạm với một chúng sinh cấp thấp, ta có thể bị tái sinh làm một súc sinh. Ở trên là một giải thích về các hành động xấu ác, nguyên nhân và hậu quả. Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói tham, sân, si và những hành động mà chúng tạo nên là ác hạnh, do ác hạnh mà mọi đau khổ phát sinh và vì thế tạo nên các hiện hữu trong trạng thái thấp. 2B. Thiện hạnh, nguyên nhân và kết quả 2B.1. Các hành động 10 thiện hạnh, thập thiện là từ bỏ những ác hạnh và hơn nữa dấn mình vào những hành động đối nghịch tương ứng, đó là bảo vệ sinh mạng của chúng sinh, bố thí trọng trải, thanh tịnh trong tính dục, nói năng chân thật, trung thực, xua tan sự không thân thiện và mang lại sự hòa hợp, nói năng hoài nhã, dịu dàng và làm người khác dễ chịu, nói lời có ý nghĩa, giảm bớt tham muốn và hài lòng với những gì ta có, nuôi dưỡng lòng tự ái, vân vân và thâm nhập ý nghĩa tối thượng. 2B.2 Ba kết quả của những hành động này Kết quả hoàn toàn thuần thục là tái sinh trong cõi người hay trời dục giới. Kết quả tương ứng của sự tự bỏ việc làm hại chúng sinh và của việc bảo vệ sinh mạng là ta được trường thọ và vân vân. Đối với các thiện hạnh khác, tác động theo nhân quả của việc tự bỏ việc sát sinh là sẽ được tái sinh ở một nơi vô cùng thuận lợi và đầy năng lực và vân vân tương ứng với thiện hạnh có liên quan. Đây là một giải thích về thiện hạnh, nguyên nhân và kết quả Phòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo, nói Đức hạnh là những gì được phát triển bởi sự không tham, không sân, không si và từ đức hạnh phát khởi mọi trạng thái hiện hữu cao cấp và hạnh phúc trong mọi cuộc đời. 2C. Thiền định kiên cố như hành động, nguyên nhân và kết quả Bằng thiền định, ta vung trọng nguyên nhân, Yana, thiền định kiên cố về nhất thể được kiểm soát, thì như một kết quả, ta sẽ thành tựu sự tái sinh trong thiền định như thế. Trong những điều này, Yana, thiền định kiên cố về nhất thể, được kiểm soát bao gồm 8 cận định, 8 thiền định thực sự và thiền định đặc biệt. Kết quả, những thiền định tái sinh bao gồm 17 loại trời sắc giới và các vị trời thiền định trong bốn loại vô sắc xứ. Điều kiện nói chung để những trạng thái nhân và quả đặc biệt này xảy ra là thực hành mười thiện hạnh, tập thiện. Ta bắt đầu đi vào gia na thứ nhất, sơ thiện, bằng cách tu tập thiền định giai đoạn giải trừ chướng ngại của nó. Nhận định quét sạch sự thiếu khả năng, tu tập này dẫn tới thiền định thực sự viên mãn thứ nhất, là một thiền định sâu xa, được đi kèm bởi ý niệm, sự phân tích, hỷ lạc và an lạc thể xác. Nhờ tu tập thiền định này, ta sẽ tái sinh làm các vị trời trong các cõi Brahma Phạm Thiên. Sau đó nhờ tu tập phương diện đặc biệt của thiền định này, ta sẽ tái sinh trong Đại Phạm Thiên. Ta bắt đầu đi vào Gia Na thứ hai, nhị thiền, bằng cách tu tập giai đoạn giải trừ chướng ngại của nó, cận định. Tu tập này dẫn tới thiền định thực sự phiên mãn thứ hai, một thiền định sâu xa được đi kèm bởi hỷ lạc và an lạc thân thể. Nhưng từ những trạng thái đó, ý niệm và phân tích được xả ly. Bằng cách tu tập thiền định này, ta sẽ tái sinh trong các vị trời nhị thiền, trong các cõi thiểu quan thiên, vân vân. Việc bắt đầu đi vào các jhana thứ ba và jhana thứ tư cũng tương tự như thế. Bằng cách tu tập thiền định sâu xa thực sự của tầng thiền định viên mãn thứ ba, trong đó có sự an lạc thân thể, nhưng hỷ lạc trong tâm được xả ly, ta sẽ tái sinh trong các vị trời tam thiền của các cõi thiểu tịnh thiên, bằng cách tu tập thiền định sâu xa thực sự của tầng thiền định viên mãn thứ tư, trong đó mọi ý niệm, phân tích, hỷ lạc và sự an lạc thân thể đều được xả ly, ta sẽ được tái sinh trong các vị trời tứ thiền của các cõi trời không mây, vô vân thiên, vân vân. Chính nhờ tu tập thiền định không vô biên xứ mà ta siêu vượt tứ thiền. Thiền định này khiến ta tái sinh như một vị trời không vô biên xứ. Chính nhờ tu tập thiền định thức vô biên xứ mà thiền định không vô biên xứ lần lượt được siêu vượt thiền định này khiến ta tái sinh như một vị trời thức vô biên xứ chính nhờ tu tập thiền định vô sở hữu xứ mà thiền định thức vô biên xứ lần lượt được siêu vượt thiền định này khiến ta tái sinh như một vị trời vô sở hữu xứ chính nhờ tu tập thiền định phi tưởng phi phi tưởng xứ mà thiền định vô sở hữu xứ lần lượt được siêu vượt thiền định này khiến ta tái sinh như một vị trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Câu mà thiền định này lần lượt được siêu vượt có nghĩa là gì? Đó là bởi tầng thiền định kế tiếp bắt đầu ở trạng thái tâm trước đó thấp hơn và tiến đến trạng thái khác là trạng thái tương đối thoát khỏi dục vọng và tham muốn. Có phải không vô biên xứ, vân vân được gọi như thế là bởi không gian vô hạn, không vô biên, vân vân thực sự được nhắm đến trong thiền định. Không phải thế, ba thiền định đầu tiên được gọi là không vô biên, vân vân là bởi tâm bị níu chặt bằng cách gợi lên những thuật ngữ này, bằng cách lặp lại không vô biên, hư không vô hạn, vân vân Trong thực hành chuẩn bị, có nghĩa là trong cận định sâu xa, sau đó, khi giai đoạn cận định kết thúc, tâm bám níu như thế không còn nữa. Thiền định cuối cùng trong bốn thiền định được gọi như thế là bởi nhận thức thấp kém của nó mặc dù chỉ có nhận thức trong sáng ta không thể nói rằng hoàn toàn không có gì hết tất cả tám thiền định thực sự là tâm an định đức hạnh chúng được đưa ra ở đây như giáo lý về thiền định kiên cố như hành động nguyên nhân và kết quả phong hoa quý báu của các hệ thống triết học phật giáo nói chính bằng thiền định vô hạn vô sắc mà hạnh phúc của các cõi phạm thiên vân vân được kinh nghiệm như thế, đó là ba loại hành động bị hư hỏng, làm sinh khởi chất liệu của sinh tử. Ba, hành động tạo nên số phận của ta. Kết quả của các hành động mà bản thân ta đã thực hiện sẽ được ta kinh nghiệm. Các kết quả đó đi đến chỗ thuần thục trong các uẩn của người đã thực hiện các hành động đó, chứ không ở người nào khác. Trong A Tỳ Đạt Ma tập luận nói, hành động tạo nên số phận của ta có nghĩa là gì? Bởi ta kinh nghiệm sự hoàn toàn thuần thục của các hành động do ta thực hiện và bởi ta và những người khác không có cùng kinh nghiệm đó nên nó được gọi là của riêng ta. Nếu không đúng như thế thì nghiệp, hành động có thể suy yếu hay trở nên cạn kiệt hay ta có thể gặp những kết quả xấu từ những hành vi mà bản thân ta không phạm phải. Đó là lý do khiến kinh điển nói những hành vi do đệ bà Đạt Đa mắc phạm sẽ không thuần thục trong đất hay trong nước, vân vân Chúng sẽ chỉ đi đến chỗ thuần thục ngay trong các uẩn và những lĩnh vực hoạt động của một mình ông ta, liệu chúng có thể thuần thục ở người nào khác. 4. Hành động hoàn toàn quyết định kinh nghiệm. Chắc chắn là ta sẽ kinh nghiệm hạnh phúc và đau khổ như những kết quả tương ứng của thiện hạnh hay ác hạnh của ta. Bởi củng cố thiện hạnh, ta sẽ kinh nghiệm kết quả hạnh phúc, bởi củng cố ác hạnh, ta sẽ kinh nghiệm kết quả đau khổ. A Tỳ Đạt Ma tập luận nói: Kinh nghiệm của ta sẽ được kinh nghiệm ra sao? Ta bị lệ thuộc vào kết quả hoàn toàn phát triển của các hành động của ta, kinh nghiệm những phần tương ứng một cách cụ thể với các thiện hạnh hay ác hạnh mà ta đã làm. Nhờ đức hạnh ta được hạnh phúc, bởi vô hạnh đau khổ xảy ra, đây là lý do khiến các thiện hạnh và ác hạnh và những kết quả của chúng được giảng dạy rõ ràng. Và trong Sura Tabarip Chasuda kinh surata vướng thỉnh có nói từ những hạt giống ớt sẽ phát triển những trái ớt từ những hạt giống ngọt sẽ phát triển những cây ngọt người hiền trí và thiện xảo nên coi đây là một ví dụ và hiểu rằng kết quả đầy đủ của tội lỗi thì giống như vị đắng và kết quả đầy đủ của hành động thanh tịnh thì giống như vị ngọt năm những kết quả to lớn có thể được tạo nên bởi một nguyên nhân nhỏ bé Vậy mặt ác hạnh Điều này có nghĩa là thậm chí có thể xảy ra như đã được dạy. Một ác hạnh được làm trong chốc lát cũng có thể khiến ta phải kinh nghiệm địa ngục cả một kiếp. Trong Bồ Tát Hạnh có nói, bậc Hiền Nhân đã nói rằng những người phát khởi một ý tưởng xấu xa đối với một vị Bồ Tát bảo hộ như thế sẽ phải ở trong địa ngục một số kiếp bằng số lượng tâm xấu xa đã sinh khởi. Cũng có nói rằng ta sẽ kinh nghiệm đau khổ trong 500 hiện hữu cho mỗi lần phát ra lời xấu ác, vân vân. Tuyển tập các bài kệ từ kinh điển Phật giáo nói, mặc dù ta có thể đã thực hiện một ác hành nhỏ bé, trong hiện hữu tương lai, điều đó có thể gây nên nhiều sợ hãi và rất nhiều tổn hại, như thể một chất độc đã nhiễm vào thân thể ta. Tương tự như thế, ngay cả một thiện hạnh nhỏ bé có thể mang lại kết quả to lớn. Tuyến tập các bài kệ từ kinh điển Phật giáo nói, ngay cả việc thực hiện một hành động tốt lành nhỏ bé có thể mang lại hạnh phúc lớn lao trong những hiện hữu tương lai và có những kết quả to lớn. Điều đó giống như các hạt mang lại những mùa thu hoạch dồi dào nhất. 6. Nghiệp không bao giờ hoàn toàn biến mất Ngoại trừ các trường hợp hành động đã được chỉnh sửa một cách đúng đắn, hành động đó sẽ không bị mất đi hay trở nên suy yếu, mặc dù nghiệp quả của nó có thể không chín mùi trong vô lượng kiếp mặc dù ta có thể vui hưởng một trạng thái thoải mái trong một khoảng thời gian đáng kể. Khi gặp hoàn cảnh thích hợp, và dù hoàn cảnh đó ra sao, kết quả sẽ phát sinh. Nếu ta xác tính vào sự nối kết giữa các hành động và những kết quả của chúng, như được giảng nghĩa ở trên, và ta sợ hãi những khổ đau của sinh tử, thì như có nói, người quay lưng với những lạc thú thế gian, quay lưng với ác hạnh và chỉ nỗ lực làm việc cho hạnh phúc của riêng mình, Người như thế là người sống một cuộc đời có ý nghĩa thuộc loại trung bình. Người trung bình nuôi dưỡng một phương pháp như thế sẽ là những người như bảy cô con gái của vua Kraika trong Kinh Một Trăm Nghiệp có nói về điều đó. Những hành động của chúng sinh không mất đi hay trở nên suy yếu, ngay cả khi chúng ngủ yên trong một trăm kiếp. Một khi chúng được củng cố, khi đến thời điểm thích hợp, kết quả của chúng sẽ xuất hiện trong gen ba nia có nói lửa có thể trở nên lạnh lẽo gió có thể bị bắt bởi sợi thòng lòng mặt trời và mặt trăng có thể lặn nhưng kết quả của nghiệp thì không thể sai lạc điều này kết thúc chương sáu về hành động lại nhân và quả trong tác phẩm pháp bảo của sự giải thoát chương bảy thiền định về lòng từ và bi phương thuốc chữa trị sự bám chấp hạnh phúc của sự an bình nhỏ bé bám chấp hạnh phúc của sự an bình nhỏ bé có nghĩa là có ít khả năng khi sự khát khao vượt qua đau khổ được tập trung vào riêng mình điều này mở đầu cho việc yêu thương người khác và vì thế là một phát triển nhỏ bé của sự vị tha có câu nói khi hạnh phúc của ta chiếm ưu thế bằng cách nghĩ để thực sự làm lợi lạc cho bản thân tôi phải bỏ qua nhiều điều cần phải làm để giúp đỡ người khác và như thế sự tư lợi đã nắm quyền khi lòng từ và bi trở thành một phần của ta việc chăm sóc rất nhiều đến chúng sanh khác khiến ta không thể chịu đựng nổi việc giải thoát cho riêng mình. Vì thế, cần phải trao dồi lòng từ ái và bi mẫn. Đạo sư Manjushri đã nói, Một môn đồ đại thừa không nên thiếu từ và bi, ngay cả trong một khoảnh khắc và không phải sự giận dữ và thù ghét mà chính lòng từ và bi mang lại hạnh phúc cho chúng sinh. Phát triển lòng từ ái Điểm đầu tiên trong hai chủ đề là lòng tự ái. Tiết mục này được tóm tắt như sau. Lòng tự ái không giới hạn được tóm lược rõ ràng bởi sáu chủ đề. Phân loại, sự liên quan của nó, tính chất, phương pháp để nuôi dưỡng lòng tự ái, thước đo và những phẩm tính của lòng tự ái. Một, phân loại, có ba loại. Một, tự ái với chúng sinh như sự liên quan đối tượng của nó hai tự ái với bản tính của các sự việc như sự liên quan ba tự ái không có sự liên quan về các loại tự ái này kinh asha jampati phấn thỉnh nói lòng tự ái tập trung vào chúng sinh là lòng tự ái của chư vị bodhisattva bồ tát nuôi dưỡng Bodhisitta, Bồ Đề Tâm. Trước hết, lòng tự ái được tập trung vào bản tính của các sự việc là lòng tự ái của Bồ Tát khéo củng cố trong việc thực hành và lòng tự ái không có sự liên quan là lòng tự ái của chư Bồ Tát đã đạt được khả năng nhẫn chịu của sự vô sanh. Hai, sự liên quan. Ở đây chỉ giảng về lòng tự ái với tất cả chúng sinh như sự liên quan của nó, có nghĩa là lòng tự ái như nhân đức. Ba, tính chất, đó là một thái độ ước mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Bốn, phương pháp trao dồi lòng tự ái, nhớ tưởng lòng tốt là cội gốc của lòng từ. Vì thế ta xem xét lòng tốt của chúng sinh. Trong văn cảnh này, người đã từng tốt lành nhất đối với tất cả chúng ta là ba mẹ của ta. Bằng cách nào? Bà tốt lành bởi làm thân thể ta phát triển. Tốt lành qua việc trải qua những gian khổ. Tốt lành bởi nuôi dưỡng sinh lực của ta và trong việc dạy cho ta những phương diện của thế giới. Kinh Bát Nhã Ba La Mật trong tám ngàn đoạn kệ nói Vì sao như thế? Bà mẹ này sinh ra ta, bà trải qua những gian khổ cho ta cuộc đời và dạy ta mọi sự về thế giới. Sự tốt lành của việc tạo nên thân thể ta. Thân thể này của chúng ta không bắt đầu với phóc dáng, thịt da, phát triển đầy đủ và khỏe mạnh. Nó phát triển trong bụng của bà mẹ qua những giai đoạn phôi thai và bào thai khác nhau, được tạo lập và nuôi dưỡng dần dần, dần bằng chất lỏng cần thiết đến từ chính thịt và máu của bà thân thể đó lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của thực phẩm mà bà ăn. Nó hình thành nhờ bà nhẫn chịu đủ loại sắc rối, bệnh tật và đau khổ. Hơn nữa, nói một cách tổng quát, chính bà là người đã giúp cho thân thể này bắt đầu từ một đứa trẻ nhỏ xíu, trở thành một thân thể còng kềnh như một con bò giá hiện nay. Lòng tốt trong việc trải qua những gian khổ hoặc đầu ta không đến đây với đầy đủ áo quần, tô điểm đẹp đẽ, tiền bạc trong túi và thực phẩm để du hành. Khi ta đến chốn vô danh này, nơi ta chẳng biết một ai, chẳng có cái gì, tài sản duy nhất của ta là cái miệng la hét và bao tử trống rỗng. Mẹ ta đã cho ta thực phẩm khiến ta không đói, cho ta uống nhiều khiến ta không khát, mặc quần áo cho ta để chống đỡ cái lạnh và cho ta của cải để ta không bị nghèo túng. Không phải là bà cho ta những thứ mà bà không còn dùng nữa. Bà đi mà không có thực phẩm để ăn, không có nước uống và không có quần áo mới. Hơn nữa, không phải bà chỉ hy sinh hạnh phúc của bà, bà cũng lấy đi của bản thân bà khi sử dụng của cải như những món cúng giường để ban lại cho bà sự thịnh vượng trong những đời sau. Tổng lại, không quan tâm đến hạnh phúc của riêng mình, trong đời này và đời sau, bà biến mình để nuôi nấng và chăm sóc đứa con của bà. Việc bà có được những gì cần thiết cũng chẳng dễ dàng và vui sướng gì, để cung cấp cho con, bà buộc phải phạm tội, chịu đau khổ và làm việc cực nhọc. Bà phạm tội bởi phải bắt cá, giết thú vật để chăm sóc chúng ta. Bà đau khổ bởi những gì bà mang lại cho con là kết quả của việc kinh doanh, lao động trong những cánh đồng, đi chạy ống làm bằng sương giá của chiều muộn hay sáng tinh mơ, đội mũ kết bằng những vì sao, lấy đôi chân làm ngựa cưỡi, bị quất bằng những ngọn cỏ dài, chân phơi ra cho chó cắn và lộ mặt cho đàn ông nhìn ngắm. Bà cũng đối xử với người xa lạ này, kẻ đã trở thành con của bà, với tình thương yêu còn hơn cha, mẹ, hay đạo sư của bà mặc dù bà không biết người này là ai hay nó sẽ trở thành cái gì bà nhìn đứa con với đôi mắt thương yêu mang lại cho nó sự ấm áp dễ chịu bế nó trong tay và nói với nó bằng những lời ngọt ngào niềm vui của mẹ vần dương kho bóng của mẹ cục cưng con chẳng phải là niềm vui của mẹ sao lòng tốt của việc nuôi dưỡng cuộc đời chúng ta dù được sinh ra ta không giống như ta hiện nay biết cách tự ăn và có khả năng cần thiết để hoàn thành những việc khó khăn khi ta là những con côn trùng nhỏ bé bất lực không thể suy nghĩ mẹ ta không vứt bỏ ta mà làm vô số việc để nuôi sống ta và đặt ta ngồi vào lòng che chở để ta không bị nguy hiểm vì lửa hay nước giữ ta không bị rơi xuống những vách núi nguy hiểm dẹp bỏ mọi vật có hại và cầu nguyện cho ta. Vào những lúc ấy, bà lo sợ cho cuộc đời hay sức khỏe của ta, bà phải nhờ đến các sự tiên tri, thuật chiêm tinh, pháp phù thủy, tụng đọc bản văn, các buổi lễ đặc biệt. Lòng tốt của việc dạy ta những phương diện của thế giới. Thoạt đầu ta không phải là những người tài giỏi, kinh nghiệm, cứng cỏi như hiện nay ngoài việc có thể nói oan oan với những người khác trong gia đình và đập tay đập chân chúng ta hoàn toàn ngu dốt khi ta không biết cách tự ăn bà là người dạy ta ăn khi ta không biết cách mặc quần áo chính bà dạy chúng ta khi ta không biết cách đi chính bà dạy ta đi thậm chí khi ta không thể nói chính bà dạy chúng ta lặp lại mẹ cha khi đã dạy chúng ta nhiều việc và thiện xảo, bà giúp ta trở thành một người quân bình, lành mạnh những chỗ yếu của ta và giới thiệu cho ta điều chưa quen thuộc. Hơn nữa, ngoài việc là mẹ của ta trong đời này, do bởi vòng luân hồi không cùng tận đã tiếp tục từ vô thủy, nên bà cũng làm mẹ của ta trong những đời trước, trong vô số thời gian. Kinh thời gian vô thủy nói, nếu một người đặt một hộp bánh xù nhỏ để thay cho từng miếng đất, đá, cây hay rừng có mặt trong thế giới và một người thứ hai đếm các hộp bánh xù này, cuối cùng sẽ có lúc việc tính đếm hoàn tất. Tuy nhiên, nếu một người cố gắng đếm số lần mà một chúng sinh đã từng làm mẹ của ta, điều đó không thể làm được. Thư gửi một người bạn nói, nếu ta vo đất thành những viên nhỏ bằng kích thước của hạt bánh xù số lượng những viên đất sẽ ít hơn số lần một chúng sinh từng làm mẹ của ta theo cách được mô tả ở trên ta suy niệm về mỗi một và mọi lòng tốt mà bà mẹ trong những đời trước của ta đã biểu lộ hãy suy xét cẩn trọng rằng lòng tốt của mẹ ta đối với ta thì thật vô lượng lưu giữ điều này trong tâm ta nuôi dưỡng thái độ chân thành và tốt lành đối với bà một tâm thái ước mong bà được hạnh phúc ngoài điều này ra mọi chúng sinh từng là các bà mẹ của ta và đã hoàn toàn biểu lộ lòng tốt đối với ta tương tự như lòng tốt được kể ở trên có bao nhiêu chúng sinh ở đó nơi nào có không gian thì nơi đó có chúng sinh kinh nguyện ước hành vi đúng đắn nói không gian trải rộng đến đâu thì phạm vi hiện hữu của chúng sinh cũng trải rộng đến đó. Vì thế, ta phải nuôi dưỡng một tâm thức chân thành, mạnh mẽ, ước muốn làm lợi lạc và mang hạnh phúc cho tất cả chúng sinh đầy khắp không gian. Khi điều đó phát khởi, đó là lòng từ ái chân thật. Đại thừa Trang Nghiêm kinh luận nói: Một Bồ Tát hành xử đối với chúng sinh như thể họ là đứa con duy nhất của ngài, với một lòng từ ái vĩ đại như thế, đó xuất phát từ xương tủy của ngài. Theo cách thức như thế, ngài ước muốn luôn luôn làm lợi ích chúng sinh. Lòng từ ái vĩ đại là lòng dân từ mạnh mẽ đến nỗi bắt ta đẫm lệ và lông tóc trên thân thể ta dựng đứng. Lòng từ ái vô hạn sinh khởi khi ta không còn phân biệt giữa các chúng sinh. Năm thước đo sự thành tựu. Ta thành tựu lòng tự ái khi ước muốn duy nhất của ta là chúng sinh được hạnh phúc và vì thế tâm ta không còn ước muốn hạnh phúc của riêng mình. 6. Các lợi ích Các lợi ích của việc nuôi dưỡng lòng tự ái thật vô lượng. Kinh Nguyệt Đăng nói Dù ta cúng dường vô lượng cho đấng siêu việt, thậm chí làm đầy đủ vô số cõi Phật, công đức của điều đó không thể sánh bằng lợi ích đến từ một tâm nhân từ. Sự tốt lành được phát triển bởi một thực hành từ ái chỉ trong chốc lát thì thật vô lượng. Vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học Phật giáo nói Công đức của việc bố thí ba lần một ngày, mỗi ngày ba trăm món ăn tương xứng với một vị vua thậm chí không thể so sánh với công đức được tạo lập bởi lòng tự ái phát khởi trong chốc lát cho đến khi phật quả được thành tựu thực hành này sẽ mang lại tám lợi lạc những lợi lạc này được mô tả trong vòng hoa quý báu của các hệ thống triết học phật giáo ta sẽ được các vị trời và người yêu quý và bảo vệ tâm ta sẽ vui vẻ và sẽ gặp những hoàn cảnh vui vẻ không bị hãm hại bởi thuốc độc và vũ khí, ta sẽ thành tựu các mục đích mà không cần nỗ lực và được sinh trong các cõi ba ma, cõi trời phạm thiên. Cho đến khi thành tựu sự giải thoát, ta sẽ nhận được tám lợi lạc này từ lòng từ ái. Thực hành lòng từ ái cũng ban lại sự che chở tuyệt vời. Điều này được minh họa trong câu chuyện của Ba Ma Đát Ta đó cũng mang lại sự che chở tuyệt hảo cho chúng sinh như được minh họa bằng gương mẫu của vua Patripala. khi ta đã thành tựu lòng tự ái việc nuôi dưỡng lòng bi mẫn sẽ không gặp khó khăn phát triển lòng bi mẫn đề mục này được tóm tắt như sau lòng bi mẫn vô hạn được tóm lược rõ ràng bởi sáu chủ đề phân loại sự liên minh tính chất phương pháp nuôi dưỡng lòng bi mẫn, thước đo và những phẩm tính của lòng bi mẫn. Một, phân loại. Có ba loại. Một, bi mẫn với chúng sinh như sự liên quan, đối tượng của đó. Hai, bi mẫn với bản tính của các sự việc như sự liên quan. Ba, bi mẫn không có sự liên quan. Loại thứ nhất là bi mẫn phát khởi qua sự hiểu biết về những đau khổ của chúng sinh trong ba cõi thấp. Loại bi mẫn thứ hai xuất hiện khi có sự quen thuộc với ý nghĩa của bốn chân lý cao quý, tứ diệu đế và sự hiểu biết về hai lĩnh vực của quan hệ nhân quả. Những điều này đối kháng với sự tin tưởng ở những thực tại thường hằng cụ thể. Lòng biên mẫn sinh khởi qua việc suy xét làm thế nào chúng sinh không tỉnh giác về nhân và quả và cõi thực tại như cụ thể và bền vững loại bi mẩn thứ ba xuất hiện khi việc thiền định của ta mang lại sự chứng ngộ tánh không của mọi hiện tượng khi đó lòng bi mẩn phi thường phát khởi đối với chúng sinh vẫn còn tin tưởng ở thực tại có câu nói nhờ vào năng lực của thiền định thâm sâu và kiên cố thực hành của bồ tát được phiên bản lòng bi mẫn đặc biệt phát khởi đối với chúng sinh đang ở trong đanh phuốc của con quỷ tin tưởng ở thực tại trong ba loại này ở đây ta chỉ thảo luận để phát triển loại bi mẫn thứ nhất hai sự liên quan tất cả chúng sinh là đối tượng của loại bi mẫn thứ nhất ba tính chất đó là một thái độ ước mong tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ bốn phương pháp trao dồi lòng bi mẫn. Bi mẫn được trao dồi bằng những quán chiếu được dựa trên bà mẹ của riêng ta. Vì thế, ta hình dung mẹ của ta hiện diện ngay ở đó, trước mặt ta, bị một số người làm đau đớn và bị những người khác đánh đập, nấu sôi hay thiêu đốt. Thân thể bà cũng có thể bị đông cứng bởi giá lạnh. Nếu những điều này xảy ra, ta có cảm thấy bi mẫn đối với bà hay không cũng thế bởi chắc chắn là chúng sinh đau khổ trong địa ngục cũng từng là những bà mẹ của ta và họ hiện đang chịu đựng những đau khổ như thế làm thế nào lòng bi mẫn không thể sinh khởi đối với họ ta nuôi dưỡng lòng bi mẫn chân thật bằng cách suy niệm theo cách này và ước mong những chúng sinh đó thoát khỏi đau khổ và những nguyên nhân của đau khổ hơn nữa nếu mẹ của ta ở trước mặt ta bị hành hạ bởi sự đói khát khổ sở vì bệnh tật và đau đớn tràn ngập lo sợ hết sức khiếp hãi và hoàn toàn ngã lòng ta có cảm thấy vô cùng bi mẫn đối với bà chắc chắn là những tinh linh đói khát gã quỷ chịu đựng những đau khổ như trên đã từng là các bà mẹ của ta làm sao ta không cảm nhận lòng bi mẫn phải suy niệm về điều này và ước mong họ thoát khỏi những đau khổ. Tương tự như thế, nếu mẹ ta ở đây trước mặt ta, già yếu và khô héo bởi tuổi tác, tuy thế những người khác buộc bà phải làm việc quần quật như một nô lệ không được bảo vệ, đánh đập bà dữ dội, giết chết hay chặt nhỏ thân thể bà, ta có cảm thấy vô cùng bi mẫn hay không? Chắc chắn là chúng sinh bị sinh làm thú vật súc sinh phải chịu những đau khổ này và trong quá khứ họ từng làm những bà mẹ của ta làm sao ta không cảm thấy bi mẫn hãy thiền định về điều này và ước muốn họ thoát khỏi đau khổ cũng giống như thế nếu mẹ ta ở đây trước mặt ta mù lòa đứng gần bờ vực sâu của một ngàn dặm không ý thức về sự nguy hiểm của bà và chẳng có ai có thể đưa bà ra hay thét lớn coi chừng vực thẳm. Và khi bà bắt đầu tiến đến bờ vực, bạn có cảm thấy vô cùng bi mẫn. Chắc chắn là tất cả vị trời, bán thiên và người đều đang đứng ở bờ vực là những cõi thấp đầy đau khổ. Không tỉnh giác về nhân quả, họ không biết rằng để tránh đọa lạc, họ phải từ bỏ ác hạnh và thực hành thiện hạnh. Bởi họ không được lợi lạc từ sự hỗ trợ của một vị thầy tâm linh tốt lành họ rơi vào và kinh nghiệm ba cõi tháp bởi rất khó ra khỏi những trạng thái đó làm sao ta không cảm thấy vô cùng bi mẫn đối với họ vì trong quá khứ họ từng là những bà mẹ của ta ta suy niệm về lòng bi mẫn theo cách đó và ước muốn họ thoát khỏi đau khổ năm thước đo sự thành tựu lòng bi mẫn được thành tựu khi ta phước bỏ những trói buộc của việc yêu quý bản thân hơn người khác và khi đã làm được điều này hơn là chỉ trong ngôn từ, ta ước mong tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ. Sáu, các lợi ích, các lợi ích của việc thực hành thật vô lượng. Bản văn thảo luận sự chứng ngộ quán thế âm nói nếu có một cái gì được đặt trong bàn tay để ta tượng trưng cho mọi phẩm tính của chư phật cái đó là gì đó là lòng đại bi kinh thành tựu pháp giới nói ôi những đấng thành tựu chiến thắng siêu việt đó như thế này bất kỳ nơi nào bánh xe quý báu của chuyển luân thánh vương chuyển động đó được đồng hành bởi tất cả tập hội thị giả của ngài ôi đức phật bất kỳ nơi nào lòng đại bi của chư Bồ Tát vận hành, mọi phẩm tính giác ngộ đồng hành với nó. Trong kinh biểu lộ những bí mật của Như Lai cũng nói, Ôi đạo sư của giáo lý bí mật, kim cương thủ, trí tuệ cốt tuyển nguyên sơ thấu suốt được bắt rễ trong lòng biên mẫn. Như được dạy ở trên, nhờ lòng tự ái ta ước muốn tất cả chúng sinh được hạnh phúc và nhờ lòng bi mẫn ta ước muốn tất cả họ thoát khỏi đau khổ trong trường hợp đó ta không còn tìm kiếm sự mãn nguyện trong việc nỗ lực đạt được hạnh phúc của sự an bình cho riêng ta bởi ta vui sướng thành tụ phật quả vì tất cả chúng sinh nên điều này tạo thành phương thuốc chữa trị sự bám chấp vào hạnh phúc của sự an bình nhỏ bé khi lòng từ và bi đã phát khởi ta yêu thương người khác hơn bản thân mình có câu nói rằng người thấu hiểu nỗi khổ của riêng mình và ước muốn chấm dứt nỗi khổ của người khác, người đó là một người tuyệt hảo. Trong những người đã trở thành những người tuyệt hảo có bà La Môn Đại Bố thí. Điều này kết thúc chương 7 về lòng từ và bi trong tác phẩm Pháp bảo của sự giải thoát. Chương 8 quy y. Ta có nên tìm kiếm nơi nương tựa ở những vị thần thế tục như Rama, Phạm Thiên, Vishnu, Shiva hay ở những thế lực địa phương như các vị trời, rồng, cương ngụ trong núi non, các tảng đá, ao hồ, cổ thụ. Những vị này không phải là nơi nương tựa đích thực, bởi không ai trong số đó có năng lực của một nơi nương tựa một bản kinh có nói về điều này. Những người trong thế gian tìm kiếm sự che chở từ các vị trời trong núi non hay rừng rậm, từ các điện thờ và rừng cây hiến cúng, và từ cây cối thiên liêng như những nơi nương tựa này không phải là nơi nương tựa chân thực. Như thế có lẽ ta nên tìm nơi nương tựa ở cha mẹ, bạn bè, những người thân thuộc của ta. Những người chăm sóc ta và đang muốn giúp đỡ ta. Thực ra, những người này cũng không thể là một nơi nương tựa. Trong Banh chu Tri Vi Siddhita Sutra, Kinh trình bày sự hiển lộ của văn thù có nói, Cha mẹ không phải là nơi nương tựa của con. Những người thân yêu hay quyến thuộc cũng không phải là nơi nương tựa họ từ bỏ con để đi đến tất cả những nơi nào làm vui lòng họ vì sao không ai trong những vị này mang lại sự nương tựa đó là bởi để là một nơi nương tựa họ phải không sợ hãi sinh tử và thoát khỏi những đau khổ của nó không ai trong số đó siêu vượt nỗi sợ và họ vẫn phải chịu đau khổ ngoài chư phật ra không ai hoàn toàn thoát khỏi đau khổ ngoài pháp ra không có cách nào thành tựu phật quả ngoài tăng đoàn ra không ai có thể giúp ta thực hành pháp vì thế ta nên quy y nương tựa phật pháp tăng tam bảo có câu nói hôm nay hãy quy y phật pháp và tăng đoàn cộng đồng siêu việt bởi chính các vị này đã thực hiện việc xua tan những nỗi sợ hãi của mình và chính các ngài mang lại sự che chở cho người không được che chở bởi các ngài có khả năng để che chở chớ để bản thân bạn bị gấu nghiến bởi sự hoài nghi khi tự hỏi làm sao họ có thể thực sự che chở chúng ta một khi ta nương tựa nơi họ kinh đại bác niết bàn nói người quy y ba nơi nương tựa quý báu sẽ đạt sự vô úy. Tóm lược giải thích về sự quy y tam bảo. Việc quy y được tóm tắt bằng chính chủ đề, phân loại, nền tảng, suối nguồn, thời gian, động lực, ghi lễ, mục đích, giáo huấn và những lợi lạc. Một, phân loại. Có hai loại quy y khác nhau. Quy y tổng quát và quy y đặc biệt hai nền tảng có hai loại người tạo nên nền tảng cho sự quy y một những người tạo nên nền tảng chung những người sợ đau khổ của sinh tử và những người quan niệm tam bảo như những hộ thần và hai những người tạo nên nền tảng đặc biệt những người có năng lực đại thừa có sự hiện hữu làm người khá thanh tịnh hay siêu phàm 3. Suối nguồn Cũng có hai suối nguồn của sự quy y. một Suối nguồn thông thường Đức Phật tôn quý nhất là đấng chiến thắng thành tựu siêu việt, toàn giác, đấng có sự thuần tịnh tuyệt hảo, trí tuệ nguyên sơ và bản chất cao cả. Pháp tôn quý nhất có hai phương diện, đó là Pháp của các giáo lý, bao gồm 12 nhánh lời dạy siêu việt của Đức Phật và pháp như sự chứng ngộ bao gồm các chân lý diệt tận và con đường tăng đoàn tôn quý nhất cũng có hai loại tăng đoàn được tạo nên bởi những người thế tục một tập hội gồm bốn tỳ kheo hay hơn nữa là những người trì giữ nghiêm cần các giới nguyện của họ và tăng đoàn tuyệt hảo tám loại thuộc về bốn cấp độ của kết quả hai suối nguồn đặc biệt đó là A. Suối nguồn thật sự hiện hữu B. Suối nguồn là sự chứng ngộ trực tiếp và C. Suối nguồn tối thượng 2A. Suối nguồn thật sự hiện hữu là Phật là một hình ảnh của Tathagata như Lai Pháp là các kinh điển đại thừa và Tăng là Tăng đoàn Bồ Tát 2B suối nguồn trong phạm vi chứng ngộ trực tiếp. Phật là đấng có bản chất của ba ca gia, ba thân. Pháp là pháp siêu phàm của sự an bình và niết bàn. Và Tăng là chư vị Bồ Tát được an lập ở cấp độ của sự chứng ngộ siêu Việt. 2C. Suối nguồn tối thượng. Về mặt bản chất tối thượng thì chỉ có Phật là suối nguồn của sự quy y bậc điển vô song nói về điều này. Về phương diện tối thượng, nơi quy y, nương tựa của chúng sanh là Phật và chỉ có Phật. Vì sao Phật có thể mang lại xuống nguồn quy y hoàn toàn đáng tin cậy duy nhất? Đó là bởi đấng hiền nhân sở hữu Dhammakaya, Pháp Thân và ở phương diện tăng đoàn, gọi là Sangha, tăng đoàn tối thượng các hiền nhân thoát khỏi sự sinh và diệt, hoàn toàn thanh tịnh và không ham muốn, là nơi nương tựa tối thượng bởi các ngài sở hữu pháp thân và bởi các ngài là sự thành tựu tối thượng của tăng đoàn trong ba thừa, đã đạt được pháp thân, kết thúc tối thượng của sự thuần tịnh tuyệt đối. Như thế pháp và tăng có phải là những nơi nương tựa bền vững không? mật điển đại thừa tối thượng nói hai phương diện pháp và tăng đoàn tuyệt hảo nhất không phải là nơi nương tựa bền vững siêu việt vì sao pháp và tăng không phải là nơi nương tựa bền vững siêu việt trong hai loại pháp pháp như các giáo lý là một tuyển tập các thuật ngữ và một tập hợp mẫu tự chữ và được hiểu là đều được từ bỏ một khi nó đã phụng sự cho mục đích của nó giống như một chiếc xe bị bỏ đi khi cuộc hành trình đã được thực hiện vì thế nó không là nơi nương tựa bền vững đối với hai phương diện của pháp như sự chứng ngộ chân lý của con đường không phải là một nơi nương tựa bởi chính bản chất rốt ráo của nó không đáng tin cậy vô thường bởi là một sự tạo tác duyên hợp Chân lý dị tận không phải là một nơi nương tựa bền vững, bẫy lẽ, như đó được hiểu bởi các thanh văn, đó là cái gì không hiện hữu, sự chấm dứt của một sự tương tục, giống như một ngọn lửa tắt. Đối với tăng đoàn, bản thân họ nương tựa nơi Phật vì sợ hãi sinh tử và không thể tạo nên một nơi nương tựa siêu việt và bền vững bởi họ có nỗi sợ đó. Bậc điển đại thừa tối thượng nói, bởi bị từ bỏ, bởi là những hiện tượng không đáng tin cậy, bởi không hiện hữu và bởi sợ hãi. Hai phương diện Pháp và tăng đoàn tuyệt hảo nhất không phải là nơi đương tựa siêu việt và bền vững. Vì thế, Đạo sư Vô Trước đã nói, Nơi quy y vô tận, nơi quy y thường hằng, nơi quy y vĩnh cửu, nơi quy y tối thượng là một và chỉ có một đó là gì? Đó là Như Lai, A-La-Hán, Đức Phật, hoàn toàn và tuyệt đối viên bản. Như thế, điều này có mâu thuẫn với những gì đã được nói ở trên về ba nơi nương tựa, quy y. Ba nơi nương tựa, tam bảo, hình thành như một phương pháp thiện xảo để dẫn dắt những người tu tập với tư cách là Phật tử. Kinh Đại Giải Thoát nói, Tổng lại, nơi nương tựa chỉ có một, nhưng về mặt phương pháp thì có ba. Như phương pháp thiện xảo, ba nơi nương tựa quy y này được trình bày ra sao? Mật điển Đại Thừa Tối Thượng nói, ba nơi nương tựa được trình bày là vị thầy, giáo lý và những người tu tập trong phạm vi của ba thừa, các hoạt động và ước nguyện như thế, các quy y được trình bày trong phạm vi của ba phẩm tính, ba thừa, ba cách hành động và ba loại ước nguyện. Một, nhấn mạnh vào phẩm tính của vị thầy và dành cho người theo Bồ Tát Thừa và những người ước nguyện chủ yếu tập trung hành động của họ vào chư Phật, nơi quy y là Phật, còn quy y Phật đấng siêu việt nhất trong loài người. Hai, nhấn mạnh vào các phẩm tính của giáo lý và dành cho những người theo độc giác thừa và những người ước nguyện hành động chủ yếu tập trung vào Pháp, nơi quy y là Pháp. Con quy y Pháp, điều siêu việt nhất trong tất cả những gì vượt lên ham muốn và dính mắt. 3. Nhấn mạnh vào các phẩm tính của người tu tập và dành cho những người theo thanh văn thừa và những người ước nguyện hành động chủ yếu tập trung vào tăng đoàn, Nơi quy là tăng, con quy y tăng, tập hội siêu việt nhất trong các cộng đồng. Như thế, ba mục ở trên trình bày ba nơi quy y trong phạm vi của sáu loại người. Đấng chiến thắng thành tựu siêu việt đã dạy rằng đây chỉ là những thực tại theo quy ước được dành để giúp đỡ chúng sanh tiến bộ dần dần qua những khóa tu tập tương ứng của họ. 4. Thời gian Có hai loại, Thời gian thông thường là quy y từ thời điểm đó trở đi chừng nào ta còn sống. Thời gian đặc biệt là quy y từ thời điểm đó trở đi cho đến khi ta đạt được tinh túy, sự giác ngộ. năm Động lực Có hai loại. Động lực thông thường là nghĩ rằng bản thân ta không thể chịu đựng nỗi đau khổ. Động lực đặc biệt là nghĩ rằng ta không thể chịu đựng nỗi diệt chúng sinh đau khổ. 6. Ghi lễ Có hai loại, thông thường và đặc biệt. 6A. Nghi lễ thông thường Trước hết, người tìm cầu sự nương tựa quy y xin được quy y nơi vị thầy. Kế đó, vị thầy cúng dường tam bảo như hành động mở đầu cho nghi lễ. Hay thêm nữa, khi không có sự hiện diện của các biểu tượng. Hãy quán tưởng các ngài trong không gian và kính lễ và cúng dường trong tâm. Kế đó, người truy cầu sự quy y lặp lại theo vị thầy những lời sau đây ba lần với sự chân thành tha thiết. Tất cả chư Phật và Bồ Tát, con khẩn cầu các ngài thương tưởng đến con. Đạo sư, xin thương tưởng đến con. Con tên là... Từ đây cho đến khi con đạt được tinh túy giác ngộ con xin quy y Phật, đấng siêu việt tối thượng trong loài người. Con quy y Pháp, điều siêu việt tối thượng trong mọi sự siêu vượt tham muốn và quy y Tăng, tập hội siêu việt tối thượng trong các cộng đồng. 6B. Nghi lễ đặc biệt Nghi lễ này gồm 3 phần, chuẩn bị, nghi lễ thật sự và kết thúc. Chuẩn bị Khi đã cúng dường mạng Đà La, cùng những bông hoa cho một vị thầy thích hợp. Ta khẩn cầu Ngài ban lễ quy y, với điều kiện người khẩn cầu là một người thích hợp và có năng lực đại thừa. Vị thầy sẽ chấp nhận lời khẩn cầu, và vào buổi tối đầu tiên, chuẩn bị những biểu tượng của ba nơi nương tựa quý báu, tam bảo, sắp xếp các món cúng dường và giải thích những lợi ích của sự quy y và những khiếm khuyết của việc không quy y ghi lễ thật sự. Nghi lễ này xảy ra vào buổi tối thứ hai. Trước hết, ta nuôi dưỡng ý tưởng rằng các biểu tượng Quy y được thiết lập trước mặt ta là sự hiện diện thật sự của những nơi Quy y tôn quý nhất, và kế đó tỏ lòng tôn kính và lễ lại các ngài. Sau đó, ta lặp lại những lời sau đây ba lần theo vị thầy. Tất cả chư Phật và Bồ Tát con khẩn cầu các ngài thương tưởng đến con đạo sư xin thương tưởng đến con con tên là từ lúc này cho đến khi đạt được tinh túy giác ngộ con quy y chư phật các đấng chiến thắng thành tựu siêu việt là các đấng siêu việt tối thượng trong loài người con quy y pháp là sự an bình và niết bàn sự siêu việt tối thượng trong tất cả những gì thoát khỏi tham muốn và bám luyến con quy y tăng đoàn các Bồ Tát chứng ngộ bất thối chuyển, tập hội siêu việt tối thượng trong các cộng đồng. Kế đó, khi thỉnh mời các suối nguồn quy y về phương diện chứng ngộ trực tiếp và hình dung các ngài thật sự hiện diện, ta kính lễ và cúng dường, nghĩ rằng bất kỳ điều gì con làm, xin các ngài nghĩ tưởng đến con. Kế đó, ta lặp lại lời nguyện quy y như ở trên. Kế tiếp, về phương diện tinh túy vô song như một suối nguồn quy y, ta kính lễ, cúng dường và quy y theo cách mà ba phạm phi hoàn toàn thanh tịnh. Bởi từ vô thủy, mọi hiện tượng không có cái ngã và không có bất kỳ bản tánh thực sự hiện hữu nào. Ta phải quan điểm rằng Phật, Pháp và Tăng cũng như thế. Đây là sự quy y vô tận, quy y thường hằng quy y vĩnh cửu. Vì thế, Kinh Long Vương Anna -tap ta vấn thỉnh nói, quy y với tâm thức thoát khỏi nhiễm ô của việc tin vào thực tại là gì? Nhờ biết rằng mọi hiện tượng không thật sự hiện hữu, nhờ không quan niệm chúng như sắc tướng, như sở hữu các đặc tính hay như điều gì đó mà như sự toàn giác, hoàn toàn thanh tịnh, Phật, ta quy Phật, nhờ quan điểm mọi hiện tượng sinh khởi từ pháp tánh, ta quy y pháp, nhờ không quan điểm sự duyên hợp và không được tạo tác như hai điều tách biệt, ta quy y tăng. Kết thúc Vào buổi tối thứ ba, có một ghi lễ kết thúc. Trong buổi lễ đó, ta thực hiện những lễ cúng dường tạ ơn các suối nguồn quy y tôn quý nhất. 7. Mục đích Trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận có nói, đó là sự quy y tối thượng, bởi nó che chở ta thoát khỏi mọi loại tai họa, những trạng thái thấp, các tiến trình hành động không hiệu quả, các quan điểm triết học có thể bị hủy diệt và chuyên hợp và những con đường thấp kém. Sự quy y thông thường che chở ta khỏi mọi tai họa, thoát khỏi việc rơi vào các trạng thái thấp, thoát khỏi những tiến trình hành động không hiệu quả và thoát khỏi những quan điểm triết học có thể bị hủy diệt và duyên hợp. Quy y đặc biệt che chở ta thoát khỏi những con đường thấp cũng như tất cả những điều trên. 8. Các giáo huấn Có 9 loại, ba giáo huấn thông thường, ba giáo huấn đặc biệt và ba giáo huấn riêng biệt. 8A. Ba giáo huấn thông thường Ta nên luôn luôn đổ lực cúng dường tam bảo ít nhất là cuốn dường miếng thực phẩm đầu tiên khi ăn. Ta đừng bao giờ từ bỏ tam bảo, cho dù phải trả giá bằng tính mạng của mình, hay khiến ta phải chịu sự mất mát riêng tư. Ta nên phát triển tập quán nhắc lại trong tâm những phẩm tính của tam bảo và quy y các ngài. 8B. Ba giáo huấn đặc biệt Khi đã quy y chư Phật, ta không cần tìm kiếm sự đương tựa ở bất kỳ vị thần nào khác. Kinh Đại Bác Niết Bàn nói Người tuyệt khảo trong những người yêu mến Đức Hạnh là những người đã quy y chư Phật Họ sẽ không bao giờ quy y các thần thánh khác Khi đã quy y Pháp, ta không nên làm điều gì có hại cho chúng sanh Một bản kinh nói Khi đã quy y Pháp cao quý, ta tránh xa tâm ác hại và thái độ quá khích Khi đã quy y Tăng, ta không nên tin cậy những kẻ sai lầm Kinh điển nói, những người đã quy y tăng sẽ không ủng hộ kẻ sai lạc. 8C. Ba giáo huấn riêng biệt Ta nên tỏ lòng tôn kính đối với hình tượng của Như Lai, bất kỳ là hình tượng nào. Từ một hình tượng nhỏ được đúc bằng đất sét trở lên, bởi chúng tượng trưng cho Đức Phật thật sự vô cùng tôn quý. Ta nên biểu lộ lòng tôn kính đối với những pho sách và tuyển tập kinh điển từ một chữ của bản văn trở lên bởi chúng tượng trưng cho pháp tôn quý nhất ta nên biểu lộ sự tôn kính đối với y phục của phật tử từ một miếng vải vàng đơn giản trở lên bởi nó tượng trưng cho tăng đoàn tôn quý nhất chín các lợi lạc có tám lợi lạc chính đến từ việc quy y một ta trở thành một phật tử hai điều đó là nền tảng của mọi cam kết 3. Mọi xấu ác ta đã phạm trước đây sẽ bị tiêu hủy. 4. Sẽ không bị tác động bởi những chướng ngại do con người hay các phi nhân gây ra. 5. Sẽ thành tựu mọi mục đích vật chất. 6. Sẽ có nhiều động lực to lớn là nguyên nhân để 7. Không rơi xuống các cõi thấp và 8. Đạt được giác ngộ chân thật và viên bản trong toàn bộ tiết mục này về những người tạo lập nền tảng cho bồ đề tâm điều thứ nhất là điều bắt buộc phải có đối với năng lực đại thừa điều thứ hai là cần phải có quy y được giải nghĩa ở trên điều thứ ba là cần thực hiện một trong những cam kết giải thoát cá nhân pratibosha các giới nguyện biệt giải thoát có bốn loại chính nhưng trong phạm vi của những người thọ các giới nguyện này thì có 8 loại. Trong 8 loại này, nếu ta không kể cam kết ăn chay một phần, tha, thì có 7 loại. Việc tuân theo bất kỳ loại nào trong 7 loại này cũng đều thích hợp. Bảy loại cam kết, hướng nguyện, biệt giải thoát là Tì Kheo, Tì Kheo Ni, Thức Sa Saji, Sajini, các giới luật cư sĩ, các giới luật nữ cư sĩ. Bồ Tát Địa nói về điều này: Bảy loại người tuân thủ đúng đắn nhất các giới luật biệt giải thoát là những người tuân giữ giới hạnh của các tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa bana, sa chi, sa chi ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Tùy theo nội dung của chúng, những giới luật này là giới luật của các cư sĩ hay tu sĩ khi thích hợp về việc phải cam kết thực hành các giới luật biệt giải thoát để có thể thực sự thực hành bồ đề tâm những người nghi ngờ điều này nên phát triển sự hiểu biết về tính chất cần thiết của việc tuân giữ các giới luật này như một nền tảng cho bồ đề tâm theo ba cách bằng sự so sánh bằng cách căn cứ vào kinh điển và bằng lý lẽ một bằng sự so sánh nơi chúng mà ta thỉnh mời một vị chuyển luân thánh vương đến và ở lại không nên đầy những chất bất tịnh như phân và rác rưởi đó nên là một nơi an trú tuyệt hảo và tốt lành hoàn toàn sạch sẽ và được trang hoàng bằng những châu báu đẹp đẽ một nơi dễ chịu tương tự như thế khi ta đang nuôi dưỡng bồ đề tâm vương và hy vọng đó tồn tại nơi đó có thể an trú không phải là ở trong một người không cam kết tránh làm những hành động sai lầm về thân, ngữ và tâm, không ở trong một kẻ bị ô uế bởi những dơ xấu ác. Bồ đề tâm được thỉnh mời an trú nơi những người không có những vết nhơ của sự xấu ác thuộc về thân, ngữ và tâm, là người có thân thể được tô điểm một cách thích đáng bằng giới hạnh của sự cam kết. 2. bằng cách căn cứ vào kinh điển tiết mục bồ đề tâm trong đại thừa trang nghiêm kinh luận nói rằng nền tảng của nó là sự cam kết rộng lớn cam kết upavasatha là cam kết có phạm vi giới hạn bởi nó chỉ kéo dài trong một ngày và một đêm không giống cam kết này bảy loại giới luật khác là những cam kết có phạm vi rộng lớn và đây là lý do vì sao bảy giới luật này được giảng dạy như nền móng cho bồ đề tâm hơn nữa ngọn đèn soi sáng con đường giác ngộ nói những người có cam kết lâu dài trong bảy loại giới biệt giải thoát như những giới nguyện khác của họ thì thích hợp với giới nguyện bồ tát những người không như thế thì không thích hợp điều này được giải thích theo ý hướng là ta thật sự cần có một trong bảy loại giới luật đó ba bằng sự cần thiết theo luận lý nhờ các giới biệt giải thoát ta từ bỏ những việc làm hại chúng sanh cùng với nền tảng của nó nhờ giới nguyện bồ tát ta đang làm lợi lạc chúng sanh ta không thể làm lợi lạc chúng sanh nếu trước tiên ta không từ bỏ việc làm hại họ tuy nhiên theo một số người các giới biệt giải thoát không nhất thiết là điều tiên quyết để tạo nên giới nguyện bồ tát bởi những người lưỡng tính những người bị thiến các vị trời là những người không thể nhận các giới luật biệt giải thoát nhưng có thể làm cho bồ đề tâm sinh khởi một số người cũng khẳng định rằng các giới biệt giải thoát không thể là điều tiên quyết bởi các giới này chấm dứt khi người thọ giới chết trong khi bồ đề tâm không chấm dứt nếu ta muốn biết về ba điểm này ta nên hiểu rằng giới biệt giải thoát được phân thành ba loại được quyết định bởi ba thái độ của người thọ giới. a. khi những giới nguyện đầy được thọ nhận bởi một động lực đạt được hạnh phúc trong ba cõi hiện hữu, chúng được gọi là giới hạnh theo cách mong cầu lợi lạc. b. khi chúng được thọ nhận với ước muốn giải thoát vĩnh viễn bản thân khỏi đau khổ, chúng được gọi là giới hạnh theo cách sự từ bỏ của thanh văn. và c khi chúng được thọ nhận bởi ta ước muốn thành tựu đại giác ngộ chúng được gọi là giới hạnh của giới nguyện bồ tát những người lưỡng tính những người bị thiến các vị trời không thể nhận hai loại đầu trong ba loại ở trên các giới nguyện đầy chấm dứt khi người thọ giới chết và không thể được phục hồi nếu bị tổn hại và vì thế không phải là nền móng cho giới nguyện bồ tát những người lưỡng tính những người bị thiến các vị trời có thể nhận giới hạnh của giới nguyện bồ tát các giới nguyện này không mất đi khi thọ giới chết và có thể được phục hồi nếu bị tổn hại bởi những lý do này giới hạnh của giới nguyện bồ tát là điều tiên quyết đối với việc thọ nhận và trì giữ giới nguyện bồ tát vì thế trong luận giảng cho đại thừa trang nghiêm kinh luận nói nền móng của tâm lực đó là gì? Giới nguyện của giới hạnh Bồ Tát là nền móng của nó. Vì thế, Pratimosa, giới biệt giải thoát, là điều cần thiết để phát khởi Bồ Đề Tâm. Nhưng không nhất thiết phải có như một nền tảng không ngừng dứt trong việc duy trì Bồ Đề Tâm. Điều này giống như kỷ luật thiền định là nền tảng thiết yếu cho việc sinh khởi, kỷ luật không bị ô nhiễm nhưng không phải là điều bắt buộc đối với sự tồn tại lâu dài của nó không cần thiết thọ nhận các giới biệt giải thoát qua một buổi lễ đặc biệt nếu các giới nguyện này đã được thọ nhận như một phần của việc tu tập thanh văn chúng vẫn hiện diện khi tâm ta có những hứng khởi đặc biệt về bồ đề tâm và sẽ tự động trở thành cam kết biệt giải thoát của bồ tát bởi động lực thấp sẽ bị từ bỏ nhưng tâm từ bỏ xả ly thì không có gì sai lầm như thế ta đã thấy rằng có năng lực đại thừa người quy y ba nơi nương tựa tôn quý nhất tam bảo và người đã thọ nhận bất kỳ giới nào trong bảy loại giới nguyện biệt giải thoát là những người thích hợp cho việc phát khởi bồ đề tâm